cả các anh em đam mê PCB. Hôm nay em xin giới thiệu cho tới các anh em một sản phẩm, đó là cành Đài Loan Green Water đầu rồng nha anh em. Cành Đài Loan chính hãng Green Water. Cành này được coi như là chắc được coi như là một huyền thoại trong làng PCB rồi. Đây, tem mát đầy đủ. Tem mát đầy đủ do công ty Liston Industry sản xuất nha anh em. Tem 7 màu. Đầu rồng Green Water. Anh em có thể check mã vạch tại fanpage hoặc trên website của công ty nha anh em. Ở trên đây có link website công ty đây. Tất cả đều là hàng chính hãng, hàng công ty, nhập khẩu từ Đài Loan. Có hai loại, đó là 5.5 và 6.35. Thấy nhiều độ dài cho anh em lựa chọn nha. 13, 16, 18, 20, 22, 24 inch. Đây là cành version 2019 nha anh em, 8 khương tuyến. Cành 8 khương tuyến rất là đẹp, khương tuyến sạch sẽ, tuyến rất nét nha anh em. Đầu choker của nó, đây là đầu choker nó này. Đó, khung tuyến rất đẹp nha anh em. Đây là cây côn 25 và cây 635 nha anh em. Green Water đầu rồng rất là đẹp, hàng của công ty Liston Industry. Ở trên tem 7 màu của nó có link của công ty, anh em có thể check mã vạch xem có phải là hàng chính hãng của công ty không nha. Đó. Cả đều khác mã vạch nha anh em. Mỗi cây đều có một mã vạch khác nhau. Rồi. Đây là khương tuyến, tất cả giống nhau hết. Khương tuyến nào cũng 8 khương tuyến. Rất đẹp. Họ sản xuất rất là tỉ mỉ và công phu nha anh em. Đây. Cái này do đóng gói vận chuyển nhập về nó nên nó hơi dơ, có bụi à. Đó. Anh em mua về anh em lấy bông em kéo một đường vệ sinh là sạch bóng. Đầu cho cờ nó đây, rất đẹp nha anh em. Rồi. Hình thức mua hàng bên em là ship code không đồng kiểm.
Và nếu anh em không tin tưởng thì có thể giao hàng giao dịch trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em có thể liên hệ với em sẽ cho địa chỉ giao dịch trực tiếp. Ai mua hàng thì cũng liên hệ với em nha, số điện thoại em trên clip á. Dạ. Cành này thì em bao cho anh em từ 70 đến 80 mét. Nắp C2 nha. Cành này gia tốc rất là khủng. Gia tốc 8 phân tuyến rất là cao. Vâng. Rồi. Rồi, em xin kết thúc clip ở đây nhé. Em xin chào anh em. Và chúc anh em có một ngày thật vui vẻ. Rồi, xin chào anh em.